cũng có một nhà báo đặt câu hỏi với Tấn Thành là liệu phim này mình có chữ thề quá nhiều hay không. Nhưng bản thân tôi lại nghĩ rằng những cái lời nói nó hơi chợ búa như vậy, đặc biệt là với nhân vật Trinh thì nó rất là đời. thì Trấn Thành nghĩ sao về cái việc là mình để cho nó thực tế hơn là cái sự phản ứng từ báo chí? Dạ, thưa anh, Thành nghĩ nếu ai đó nói là phim mình chữ thề nhiều quá, rằng đôi khi người đó thật sự chưa xem phim một cách gọi là, ý là không có ngồi thoải mái đi xem hay sao thì mới nói như vậy. Chứ nếu chúng ta ngồi thoải mái mà chúng ta enjoy một bộ phim ấy thì sẽ không cảm thấy cái điều đó là chửi đâu. Tại vì quý vị đi ra ngoài đường đâu đó mình vẫn phải nghe những cái âm thanh đó mà, đúng không ạ? Nó không phải là chửi, nó là hơi thở của cuộc sống, nó là văn hóa của con người. Thành nghĩ là nếu một bộ phim chúng ta ngày xưa từng nói với nhau là trời ơi, phim Việt Nam không có thiệt gì hết trơn, giang hồ vẫn do là chửi câu chửi thề, nó sẽ không có giống giang hồ gì hết trơn. Thì mình đã từng có những cái loại cảm giác khó chịu, đó là khi mình cứ phải mỹ hóa một nhân vật mà nó hoàn toàn không có ngoài đời. Thì bây giờ khi Trấn Thành làm giống ngoài đời thì chúng ta lại có bảo rằng là đây là chữ thề. Thì thật ra chữ thề hay không, cái câu đó nếu nó mang tính tấn công người còn lại thì nó mới là câu chữ thề. Con chữ thề mà nó nằm trong một bộ phim, trong một ngữ cảnh đúng, mà nó mang đến cảm xúc và nó mang đến cái tính cách thật của nhân vật thì đó là điện ảnh. Và Thành nghĩ điện ảnh phải tôn trọng giá trị thực tế, vì thực nó mới là điện ảnh. Dạ. Trấn Thành có bị áp lực về doanh thu đối với phim Mai không? Khi mà mình đầu tư quá nhiều công sức và cả tiền bạc. Thưa anh, nói không áp lực là không đúng. Phim nào Thành cũng áp lực, không chỉ là Mai. Bố già áp lực kiểu bố già, bà nữ áp lực kiểu bà nữ, Mai cũng sẽ có áp lực kiểu Mai. Nhưng mà nếu ai làm việc với Thành, quý vị sẽ thấy là Thành là người đặt cái thành công của project lên hàng đầu. Và thành công của project nó được tính bằng giá trị nó mang đến cho xã hội, chứ không chỉ là tiền mà Trấn Thành nhận được. Cho nên ngay từ đầu khi Thành làm một bộ phim, nếu như quý vị nghĩ mà Thành vì lợi nhuận thì quý vị sẽ không bao giờ thấy một cái người nào mà làm phim đầu tay dám bỏ ra ngần ấy tiền để làm bố già. Và cũng không ai đi làm một bộ phim tình cảm, đáng lẽ có thể quay tiết kiệm hơn rất là nhiều, nhưng mà Thành làm với số tiền mà Thành đã công bố với báo chí trước đó. Thật ra cái tiền như Thành nói nó không có đau to búa lớn, nhưng mà cái tiền đó để dành cho diễn viên được nhiều ngày quay hơn, ekip được cái chỗ quay tử tế hơn và nó quay kỹ hơn, quay được những shot tốt nhất có thể. Đó là cái tiền mà Thành đã xài cho cái bộ phim này. Và Thành chỉ nghĩ là chỉ cần bộ phim thành công, đối với Thành là thành công. Còn nó được bao nhiêu doanh thu thì đó là ý của ông trời. Khán giả, đó là tình cảm của khán giả cho bao nhiêu thì mình nhận bao nhiêu. Ngay từ đầu là Thành đã không có, nếu Thành là người mà quá nghĩ về vốn liếng hay là về lợi nhuận thì Thành sẽ không đầu tư cái bộ phim này mắc đến như vậy. Yeah. Cảm ơn các anh chị vì đã là những người đầu tiên để theo dõi bộ phim này ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và các anh chị thân mến, ngay lúc này là sẽ là cái phần để chúng ta có thể cùng trò chuyện và giao lưu cùng với lại dàn diễn viên và đạo diễn của bộ phim Mai. Xin được giới thiệu diễn viên chính của bộ phim Mai, Phương Anh Đào. Diễn viên trong vai Trùng Dương, Tuấn Trần. Cô gái trong vai Bình Minh, Uyển Ân. Và đạo diễn Trấn Thành. Dạ, cảm ơn các anh. Tất cả các chị phóng viên, cũng như bao năm thì chúng ta lại có mặt ở đây trong buổi trưa để xem bộ phim. Hơn hay hết thì Thành biết là các anh chị là những người sẽ là những người đưa bộ phim đến gần với khán giả nhiều nhất. Rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để đến đây. Và không biết mọi người xem phim có thích không ạ? Cảm ơn mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích nó và ủng hộ cho Mai trong dịp Tết này nha. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người kiểu như là mình có một người quen nó dẫn mẹ đi coi, nó nói sao dẫn mẹ ra coi phim của Trấn Thành mà sao mẹ cứ phải khóc, trong khi đó Tết muốn vui mà. Giờ Trấn Thành nghĩ sao khi mà tự nhiên Tết ra phim để mọi người cứ phải khóc sức nước, không có ai cười được hết? Xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Đầu phim các anh chị có cười không? Giữa phim các anh chị có cười không? Cuối phim cũng có đang cười mà, đúng không?
Thì có nghĩa là cái nụ cười nó rải rác hết cả cái bộ phim, nó chứ nó có thiếu nụ cười đâu ạ. Nhưng mà nếu mình coi một bộ phim như Thành đã nói là trong bao nhiêu năm, Thành cũng nói là Tết mình đi xem phim, ngoài phim vui ra mình nên đi xem phim hay. Nếu mà cái phim đó nó về, nó có một cái câu chuyện, nó có một cái chủ đề, nó có một cái thông điệp để cả nhà về cùng bàn, thì sau cái buổi coi phim đó cả nhà về mình cùng bàn về cái phim đó, nó cũng là một cái sinh hoạt hay trong gia đình mà. Đặc biệt là cái giọt nước mắt Thành tạo ra trong một bộ phim, nó không phải là giọt nước mắt của sự buồn đau hay là sự khổ lụy gì cả, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc, và nó là giọt nước mắt của những nuối tiếc hay là những gì mà mình nhìn lại biết đâu có câu chuyện mình hay của bạn mình trong đó. Thì Thành nghĩ là những giọt nước mắt đó nó vẫn giá trị, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc mà. Thành nghĩ là Tết thì mình đi vỗ về cảm xúc của nhau, tự nhiên lâu lâu mình đi xem phim mình thấy ô cái bên ba mẹ mình cũng có thể rơi lệ, mình cũng muốn được thấy những cái cảnh đó mà, đúng không ạ? Cho nên Thành nghĩ là phim Thành không phải là phim buồn. Phim Thành là một cái bộ phim nó đầy đủ cảm xúc trong đó, nó có cả niềm vui, nó có cả những cái đoạn nuối tiếc, nó có cả những cái câu chuyện đặc biệt. Nó là một cái tổ hợp cảm xúc được trộn lẫn rất là đồng đều. Cho nên là khi mà Tết đến, tất cả chúng ta đều đón nhận tất cả các cảm xúc. Tại sao chúng ta chỉ muốn vui, mà trong cái vui đó, thí dụ giọt nước mắt mỗi lần nó rơi xuống đâu phải chỉ là khi mình buồn mình mới khóc đâu, mình hạnh phúc mình cũng khóc. Cho nên Thành cũng muốn hy vọng là mọi người hãy suy nghĩ thật là tích cực. Đây là một bộ phim mà mang đến cho mọi người cảm xúc. Khi ra rạp mình enjoy nó, mình thích nó hơn là những giọt nước mắt, nó không hề buồn đâu gì cả. Dạ. Mình cái này thắc mắc trong phim ha. Thứ nhất là mình chưa đi massage nam bao giờ, mình chỉ đi massage nữ. Thì mình chỉ thắc mắc là tại sao lại là cái nệm nằm sát ở dưới như vậy chứ không phải là cái giường ấy. Tại bởi vì bình thường mình nhìn vô mình thấy ổ sao rất là kỳ. Cái thứ hai á là tại sao cái phòng của nhân viên á mở cửa ra một cái là ra quên chỗ thay đồ của khách nam, nó cũng khá là bất lịch sự. Thì mình không biết là tại sao có những cái thiết kế như vậy trong phim, tại mình cảm giác đối với mình nó không có logic. Theo mình thì logic nó nằm ở mỗi một người thôi. Có người nghĩ cái này là logic, có người nghĩ cái đó là không logic. Không lẽ bây giờ Thành phải dắt chị đến những cái spa nó có cái giường nệm đó thì chị mới tin. Tại vì cái đó spa, thế giờ tôi có đi những cái spa có cái nệm này, rồi không lẽ tôi phải lấy cái spa nào mà thật sự là chị đã trải nghiệm rồi thì chị mới tin là có cái spa như vậy. Thành nghĩ cái logic đó là tùy vào mỗi người thôi, do cái setup của phim. Nếu như ai đã xem phim và biết tại sao những gì xảy ra với Mai trong cái spa đó sẽ hiểu tại sao Thành có cái setup như vậy. Thành cũng nghĩ là nó không phải là phi logic đâu, nó có cái logic riêng của nó. Quý vị biết là Việt Nam chúng ta mà mặt bằng nó đâu có rộng như nước ngoài đâu. Mỗi một cái tòa nhà mình với cái mặt bằng nó nhỏ, cho nên rất là nhiều cái chỗ người ta tận dụng được không gian nào thì người ta tận dụng không gian đó. Thành làm rất đúng với văn hóa của người Việt là khi mình mướn một cái mặt bằng không bao giờ có một cái mặt bằng quá rộng quá to. Đôi khi có những cái mặt bằng nó vừa phải, nó gọn và nó nằm ở quận nhất thì nó sẽ không to to hơn nữa, thì nó cái quy mô nó sẽ khác nữa. Cho nên là Thành đang làm rất đúng với tất cả những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Thành nghĩ đó là những cái nếu mà ai có đi thì có thể hiểu được cái chuyện đó. Dạ vâng. Xin chào ekip, và em xin hỏi một câu với anh Thành ở góc độ là cố gắng hỏi và trả lời không spoil, đó chính là em đoán là vai diễn của anh trong phim này nó sẽ tạo một cái bất ngờ khán giả, cái góc độ khán giả giống như anh từng làm Đao Băng Di trong Tức Là Phương Nam. Thì do cái bất ngờ đó em xin hỏi là trong lúc casting anh có bên cạnh anh chọn anh là vai đó, anh có chọn từng chọn ai không? Vì vai này khá là hay. Dạ đúng rồi. Đây là câu hỏi tôi cứ đau đấu thưa quý vị. Lúc đầu cái vai này đáng lẽ it's supposed to be thầy Việt Anh. Tại vì thầy Việt Anh mà đóng cái vai này là tuyệt vời luôn. Nhưng mà nhà sản xuất CJ áp lực với Trấn Thành nói, thế ông đóng cái gì? Ông là diễn viên của tôi, ông cũng được rất nhiều người đang chờ đợi cái vai diễn của ông, nên ông không đóng cái vai gì trong phim này hết hả? Thì cuối cùng mới là còn chú Út. Chú Út là cái người đáng để xuất hiện hơn là cái vai này. Tại vì vai này Thành đóng vẫn được, nhưng Thành không thể đóng vai chú Út được. Thì chỉ có chú Út là cái gương mặt của thầy Việt Anh, mọi người mới thấy được rằng là ít ra bên phe Mai còn có đồng minh. Cho nên là chúng ta phải ưu tiên cho cái gì đó hay hơn, thì Thành vào vai thầy Việt Anh. Chứ yeah, lúc đầu nó is supposed to be vai của thầy Việt Anh. Yeah. Em hỏi luôn là cái nhân vật Mai này là cái nhân vật mà trong trí tưởng tượng của anh Thành, hay là một người
mối quan hệ thân thiết của anh ấy cảm thấy từ đó giống như nhà bạn nữa. Cảm ơn bạn. Tất cả những phim mà Thành làm, quý vị để ý là đều do Thành quan sát từ đâu đó trong cuộc sống. Và một nhân vật á, nó là nhiều câu chuyện mà Thành thấy được trong cuộc sống đi dồn vào nhân vật đó. Chứ Mai không phải là một ai cụ thể trên đời này cả. Mai là những mẫu chuyện mà Thành đã thấy được từ những người bạn, những người đôi khi chỉ là những cái mẫu chuyện mà Thành đi quay game show, Thành nghe được người ta kể. Và do cách Thành quan sát cuộc sống, Thành sẽ đưa những cái điều mà Thành cảm thấy nó hợp lý vào một nhân vật. Thì Mai là một nhân vật do Thành tưởng tượng chứ cũng không là ai cả. Nhưng mà anh không ạ? Chia sẻ chút xíu cảm xúc đi không? Xin chia sẻ một chút.